đem ra ngoài đập phá hủy diệt cái liền nhanh lên. Tào lao, tự nhiên con robot của người ta mắc mới gì đập phá hủy diệt nó. Em có biết vì nó mà trong tương lai nhân loại sẽ bị diệt chủng không hả? Ơi, cái thằng nói chuyện điên khùng à. Mà tin con đi. Tin cái đầu mày. Trời ơi, tào lao, tôi nói mà không ai tin hết. Mấy người chờ nó đi. Em xin lỗi anh nha, em tới trễ. Không sao đâu, mới có 50 phút mà trễ gì. Quá trễ đi chứ. Em xin lỗi mà. Uống gì, cà phê nha. Giờ đang buffet mà, cho nên á, em để bụng quá ăn luôn. Chú uống vô nước á, đầy bụng lắm sao mà ăn nổi. Em ăn được bao nhiêu mà em lo quá vậy? Đừng nói với anh á, em nhịn đói từ tối hôm qua tới giờ thiệt á nha. Thiệt mà. Tại vì lâu lâu mới được đi ăn buffet mà. Mình phải nhịn đói vậy vô ăn mới lợi, chứ không thôi lỗ tiền mình sao anh. Vậy để anh nha, anh đưa đến tiền rồi mình đi. Ừ. Sao em phải im lặng? Nghe cái gì vậy? Nè, nhét đi. Nè, 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 nè. Hai đứa làm cái gì mà la um sùm vậy? Dạ, nó. Con làm cái gì vậy Nguyên? Bữa nay con rửa chén hả? Dạ, hồi nãy con định ăn mì gói nhưng mà cái nồi nó dơ quá. Cái nồi nó dơ quá cho nên con rửa xong con thấy nó vui cho nên là con rửa luôn cái nắm chén. Ăn mì gói mà vui vậy hả? Dạ dạ đúng rồi. Vậy vui mà mẹ. Để lát mẹ ăn thử coi có vui giống con ha. Ăn cơm đi, giơ tay lên. Trời đất ơi. Em tới một cái là ồn như giặc liền ha. Xúc sổ đô tháo luôn đó chứ. Em nói em về trễ lắm mà tự nhiên tới chi vậy? Anh nói trễ cỡ nào anh cũng đợi được mà. Không gặp em được, ăn không ngon, ngủ không yên. Xạo à. Thiệt. Bữa nay về đặt dẻo miệng nữa. Dẻo miệng đâu? Mà không gặp được em là ngủ không ngon thiệt hả? Thiệt. Robo, quẹo trái, đi ra ngoài đi. Gì mùi thối quá vậy? Thối quá à, còn thối hơn cả ông thả bom nữa. Robot, mày thả bom hả? Còn bắt vô dục gì? Sao đánh hoài vậy? Nó thả bom kìa. Không có đâu. Làm gì có sự trùng hợp gì được. Em vừa đánh vô mỏng nó một cái bụp, nó kêu một cái bíp. Là nó chứ ai? Không phải. Còn robot đáng ghét. Ôi nè, không nghe lời hả? Sao đánh hoài vậy? Hả? Có chuyện gì vậy? Chị ơi, robot thả bom y như người luôn á. Đúng rồi, thúi lắm á. Thiệt hả? Không có chuyện đó đâu chị. Robot, đi thẳng ra ngoài. Quẹo phải, nhanh lên, đi, đi. Nhanh lên, đi, đi, đúng rồi, quẹo phải, quẹo phải. Gia đình là số 1, oh, oh, oh. Gia đình là số 1, oh, oh, oh.